Cái sai lầm lớn nhất là họ nghĩ là khởi nghiệp cần tiền. Cái gì cũng cần khởi nghiệp. Cái khởi nghiệp thì cần ba cái nguồn lực. Chỉ cần một trong ba nguồn lực là làm thành công. Nguồn lực thứ nhất là tiền. Ví dụ con nhà ông giàu thì ông ấy bơm tiền cho ông khởi nghiệp. Mẹ chết bố lại bơm tiếp, chết bố lại bơm tiếp. Nhà bố không có điều kiện gì ngoài tiền. Đấy. Thì như vậy nó khởi nghiệp dựa bằng sức mạnh của tiền. Nhưng ở Việt Nam có bao nhiêu người có? Cái thứ hai là khởi nghiệp dựa bằng sức mạnh của quan hệ. Ví dụ tôi là con quan chức, tôi là cháu ông quan chức. Mẹ của tôi mở ra một phát là đã có người ủng hộ rồi. Vì không ủng hộ là chết với bố tao. Mà chúng mày không ủng hộ tao là chết với bác tao. Thì đấy là cái thằng nó dựa vào quan hệ. Thì trường hợp đấy cũng làm gì có nhiều. Và phần lớn chúng ta khởi nghiệp đều là con nhà nghèo. Thì cái vùng đất thứ ba để khởi nghiệp, đó là khởi nghiệp bằng trí tuệ. Có thể dùng 200 triệu khởi nghiệp không khởi nghiệp được. Nhưng dùng 200 triệu để bưu bộ não mình lên là để khởi nghiệp thì chắc chắn là khởi nghiệp được. Khó khăn lớn nhất của một người trẻ khi bước chân vào startup là một là không chịu đi học những cái chương trình startup bài bản mà họ học những cái chương trình cành lá. Tức là em các con hình dung thế này. Nếu mà bỏ ra đủ khoảng 2 triệu mà đi học mà có thể khởi nghiệp được một công ty thành công, nó có xảy ra không? Nó có xảy ra không? Trả lời thầy đi. Vũ. Em nghĩ là không. Nhưng bỏ ra 200 triệu mà học một chương trình khởi nghiệp một cách bài bản thì có cơ hội không? Có cơ hội thôi nhá, chứ chưa chắc nhé, bởi vì vẫn còn phụ thuộc vào mình. Thì có cơ hội lớn hơn không? Em nghĩ là có ạ. Nhưng để học được mà bỏ 200 triệu ra thì có phải là các bạn ấy không sẵn sàng không? Nhưng mà bỏ 2 triệu thì họ lại sẵn sàng. Tức vấn đề lớn nhất của bạn trẻ là họ không biết được giá trị, cái giá trị để trao đổi. Bạn muốn học một cái nghề 5 triệu để bạn bắt đầu đi làm, mà bạn muốn trở thành ông này bà nọ, thì không chuyện ở đời ở đâu này có cái chuyện gieo cái nhân nó bé bằng một tí thì tị thế này mà nó ra cái quả to đùng. Không xảy ra chuyện đó. Bạn gieo cái nhân của hạt chanh mà bạn đòi ra cái quả của hạt bưởi, nó không có. Thì đấy là vấn đề lớn nhất của các bạn trẻ, sự đa nghi. Thầy đồng ý, không hẳn cứ đắt là tốt, nhưng chắc chắn rẻ là không tốt. Ví dụ họ đi học thì nếu học thầy lý thuyết thì các thầy chỉ lấy độ khoảng 100.000 một giờ thôi. Thì các bạn này bảo là thầy dạy chán. Nhưng đi dạy học một cái thầy thực tế thì có thể thầy sẽ lấy là 10 triệu một giờ. Thì bạn này bảo là đắt. Vậy thì thực tế là các bạn trẻ muốn gì? Muốn free à? Thì đấy là câu chuyện lớn nhất của các cái bạn trẻ, giới trẻ Việt Nam, mà ngay kể cả giới phụ huynh bây giờ cũng đang gặp phải. Cứ đòi hỏi là muốn cho con mình có một nghề nghiệp, cháu nó chủ động, cháu nó tự tin, cháu nó ra đời sống, cháu nó tự làm được. Hỏi học phí bao nhiêu? 2 năm học mất 200 triệu hay 1 năm học mất 200 triệu? Ui giời ơi, sao đắt thế? Thế bảo 10 triệu có học không? Học. Nhưng học xong không làm được có được không? Lại không được. Úi giời, vậy thì chết con em. Cái bệnh đấy tôi gọi là bệnh khôn quá. Bệnh khôn quá. Đấy là trở ngại đầu tiên của các bạn trẻ. Bị đóng não. Vì họ không được dạy về sự cân đối của tiền bạc. Vấn đề thứ hai. Tôi nói đơn giản, không vấn đề thứ nhất thôi nha, tôi nói đơn giản. Ví dụ muốn học tôi chẳng hạn, đây này có, đây có bác Đoài bác đi học này. Có anh Duân đi học này. Tôi nói cho các bạn sinh viên trường doanh nhân biết nhá. 66 triệu. Kinh doanh từ 51. 91 đến bây giờ. 31 năm rồi.
66 triệu chỉ được học có 2 ngày thôi các con ơi. Hiểu không? Ừ. Thế mà chúng nó đóng được khoảng 200 triệu mà nuôi chúng nó từ ăn đến đi ị vì giấy chùi. Bao hết từ ăn xét. Mà toàn doanh nhân dạy. Mà trong 2 năm nó đóng có 200 triệu, tức là gần như là mình tổ chức một chương trình để tạo giá trị. Nhưng mà các con thì nó thấy 200 nó to lắm, nhiều khi nó hoạnh các thầy khủng lắm. Đấy, cũng nhục ý chứ có phải đơn giản đâu. Thì đấy là vấn đề đầu tiên. Các em bây giờ mới đi kiếm. Đấy. Nhưng mà việc đầu tiên mà khi mà gieo hạt nó đã mặc cả, nó muốn mua cái hạt nếp rồi. Thế là khi nó bắt đầu nó muốn gieo hạt mà nó đã mặc cả và nó muốn mua một cái hạt nếp giá rẻ thì làm sao nó có cây to được. Thì đấy là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai của các bạn khởi nghiệp là thằng mà nó có kinh nghiệm, nó nói thực tế thì là nó sẽ khác cái suy nghĩ của các bạn. Thế nhưng các bạn trẻ thì cái tôi của các bạn nó rất là to. Mà thằng nào nói khác suy nghĩ của nó là nó bảo thằng ấy chém gió. Mà thằng nào nói đúng suy nghĩ của nó thì nó rất là phấn khởi. Mà hai thằng ngu nói chuyện với nhau thì đúng suy nghĩ của nhau rồi thì rất là phấn khởi. Cho nên là nó thích nghe những thằng bạn ngu của nó hơn là nghe những người thành công. Đấy là vấn đề thứ hai đấy. Vấn đề thứ hai các bạn trẻ đang gặp phải. Ví dụ như tìm một thằng bạn ngu mà tâm sự thì nó phấn khởi lắm. Nhưng mà ngồi nói chuyện với một người thành công mà họ dạy cho ấy, và thậm chí họ mắng cho tại chỗ thì không chịu được, ức chế. Tức là gì ạ? Không sẵn sàng đón nhận và không trả giá cho sự đón nhận, mà muốn người ta bế mình đến với cái bến bờ trí tuệ. Thì đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai của các bạn trẻ khởi nghiệp đó là sự mở lòng và nhẫn nhịn để học được kiến thức. Có nghĩa là cái tôi nó quá lớn. Vì học ở trong trường, lấy cái bằng giỏi ở trong trường đại học, cao đẳng thì chả biết cái mẹ gì. Tôi nói thẳng luôn, biết cái gì. Nhưng mà ra ngoài đời thì nó cho rằng đấy là tao, mày không thấy tao không phải dạng vừa đâu. 4 năm rồi bố mà phấn đấu mãi được bằng đỏ, mày đừng có coi thường bố mày. Đấy. Thì đấy là vấn đề nó bị đóng não. Cho nên là những thằng có khi nó học hết cương lớp 12 xong nó đi làm, có khi nó lại tiến bộ. Chứ còn mấy ông học hết đại học mà bằng giỏi, nó não nó đóng kít này. Sợ lắm. Vấn đề thứ hai của người khởi nghiệp. Vấn đề thứ ba của kẻ khởi nghiệp thì họ một cái sai lầm lớn nhất là họ nghĩ là khởi nghiệp cần tiền. Cái gì cũng cần khởi nghiệp. Cái khởi nghiệp thì cần ba cái nguồn lực. Chỉ cần một trong ba nguồn lực là làm thành công. Nguồn lực thứ nhất là tiền. Ví dụ con nhà ông giàu thì ông ấy bơm tiền cho ông khởi nghiệp. Mẹ chết bố lại bơm tiếp, chết bố lại bơm tiếp. Nhà bố không có điều kiện gì ngoài tiền. Đấy. Thì như vậy nó khởi nghiệp dựa bằng sức mạnh của tiền. Nhưng ở Việt Nam có bao nhiêu người có? Cái thứ hai là khởi nghiệp dựa bằng sức mạnh của quan hệ. Ví dụ tôi là con quan chức, tôi là cháu ông quan chức. Mẹ của tôi mở ra một phát là đã có người ủng hộ rồi. Vì không ủng hộ là chết với bố tao. Mà chúng mày không ủng hộ tao là chết với bác tao. Thì đấy là cái thằng nó dựa vào quan hệ. Thì trường hợp đấy cũng làm gì có nhiều. Và phần lớn chúng ta khởi nghiệp đều là con nhà nghèo. Thì cái vùng đất thứ ba để khởi nghiệp đó là khởi nghiệp bằng trí tuệ. Có thể dùng 200 triệu khởi nghiệp không khởi nghiệp được. Nhưng dùng 200 triệu để build bộ não mình lên là để khởi nghiệp thì chắc chắn là khởi nghiệp được. Có hình dung em cả nhà? Đó, thì ba vấn đề cốt lõi của bạn trẻ. Và nó còn vấn đề là bệnh thứ tư là bệnh vấn đề của con nhà giàu. Đã không chịu được khổ. Mẹ khởi nghiệp mà đòi sướng như ông vua thì khởi làm sao được. Xác định chết ngay từ đầu đi. Khởi nghiệp là người ta phải nói xin lỗi. Ở đây có một số anh em đã khởi nghiệp rồi chứ. Để ông mày đi ỉa người ta nghĩ đến việc. Đúng không? Để khởi nghiệp mà huýt sáo suốt ngày.
tối giải trí đi ba. Anh em mình làm trai để hôm sau cho nó khí thế. Kiểu vậy. Bạn trẻ bây giờ bị mắc cái căn bệnh. Vậy thì tôi nhắc lại là có 4 vấn đề. Đấy. 1 là gì ạ? Tư duy muốn làm cái to nhưng mà lại không chịu mua cái nhân to mà cứ mua cái nhân nhỏ, tức là không đi học những khoa lớn. Thế đã bỏ ra 5 triệu nhưng muốn trở thành vĩ đại, được học những thứ vĩ đại nó có. Nhưng mà đã không chịu học, bỏ cái nhỏ ra học cái thứ vĩ đại, bỏ cái to ra học cái thứ vĩ đại thì đi nghe thằng thành công thì lại còn phán xét nó. Tức là nghe free thì lại không mở não ra. Mà nghe thì lại cứ chửi nó chém gió, mà rất thích nghe những thằng ngu bằng mình nó nói chuyện thì lại phấn khởi, nó đồng hệ tư duy. Đúng không? Và cái thứ ba đó chính là tư duy khởi nghiệp. Mẹ cứ đau đáu chỉ khởi nghiệp là có tiền khởi nghiệp thôi. Không phải. Bộ não khởi nghiệp, cho nên tôi gọi là khởi nghiệp trí tuệ, intelligence, chứ không phải khởi nghiệp bằng tiền. Khởi nghiệp bằng trí tuệ, cho nên đầu tư trí tuệ trước khi khởi nghiệp. Xong cái thứ ba là cái thứ tư là tập xác định đi. Khởi nghiệp là đau khổ, khởi nghiệp là khổ đấy. Còn nếu trong đầu xác định khởi nghiệp để mà cho nó sướng thì không có chuyện đâu. Đấy, thì 4 cái đó nhắc các bạn khởi nghiệp thì phải có cái đó thì với kỳ vọng là với có cơ hội nha. Chứ còn tất nhiên nó có tỷ cái để chết vì khởi nghiệp, nhưng có 4 cái đó là 4 cái lõi mà khiến cho nhiều bạn thất bại rồi ạ. Liên hệ ngay CEO Hồ Chí Minh Holding, hotline 0902 509 005, website www.ceohcm.edu.vn.